Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh mẹ và em bé này. Hãy cùng tô với mình nha. Có chữ Pet Mom is Wrong. Trước tiên là mình sẽ tô những bông hoa trước nha. Tóc mình tô màu đen nha.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.